Phoenician rồi, rô một phô bên kia cho son pan được. Kèo này cũng là kèo dễ đánh. Mấy con voi. Thôi rồi, ăn tạm chỗ này. Quay trở lại với trận thi đấu bản lề ở trong xê đấu thứ hai ra đầm. Tỷ số đang là 1-1. BG bài sớm đấy. Mà lại one hit phát là cho son bên kia chết luôn đấy. Hai mươi hai trên 24, lực còn khỏe nữa. Nhiều hơn 23 ông dân luôn. Chắc phải 25 dân. Đây là phô. Phô bây giờ mới 22 ông dân đó. Chậm 3 dân. Rôm kích sớm ấy. Phô cố gắng thu thu hốc rồi. Chúng ta cũng đến với phô 25. Hồi đôi voi. Cố ăn tạm vậy. Bài này chắc phải sáng 10 có thể kích được. Lỗi bài quả phụ bây giờ mới tìm thấy. Và gần 10. Rome trong khi đó đã chuẩn bị kick 3. Rồi chuẩn bị M và L. Đây là bên M. Rồi bên L.
tương đối sớm đóng chữ BS lại ăn vàng luôn, rất hợp lý. Xong luôn con giò giáp luôn, đợi một tí xíu nữa giáp rồi. Trên kia không biết là quả xong chưa, ăn luôn đôi voi hai ruộng đấy luôn, tròi son đấy luôn, kèo thơm. Có tròi son là tôi thấy thơm rồi kìa. Đấy là bo chặt đấy, bo chặt đấy. Vậy à, bán hoàng sẽ chết, bán hoàng bãi vàng sẽ chết. À không, đây không phải tròi son. Ủa, ăn hoàng đâu nhở? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có lẽ đâu quanh đây thôi. Đây, 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 đây. Bảo sao ăn vàng luôn. L2 luôn không? Vậy tạm thời một L cái đã. Đấy, đấy, đừng cho nó bo vàng. Khả năng vẫn bo được vàng. Đây luôn, một con quẩy nhá, một con quẩy nhá. Một con quẩy để chơi bãi vàng, đúng không? Rất gần. Chém xong chưa? Rồi. Đấy con quẩy, con quẩy bãi vàng, quẩy bãi vàng. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chém lại ăn nông dân ở phía bên ngoài. Có phù thủ rồi, yên tâm rồi. Thơm, thơm, kèo này thơm lắm. Kèo này thơm lắm, quẩy nó quẩy bãi vàng thì kèo cực thơm. Thoát làm sao được, Pamira này không bao giờ thoát được. Rồi bánh xe rất hợp lý. Một con quẩy nữa, một con quẩy nữa. Chết một con quẩy này rồi. À không chết, không chết, thôi không phải xin nữa. Không phải xin nữa, cứ đứng đó quẩy vàng thôi. Đấy phù 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 kéo lên. Về chân phù đi, về chân phù đi, về chân phù đi. Ăn đấy. Phù đi, phù đi, phù đi, phù đi. Rồi đấy, thấy là thắng rồi đấy, thắng rồi đấy. Ăn con lạc đà ấy thôi, không cần nhiều. Cô bên này sống không? Như vậy 22 có bánh xe rồi là được rồi. Có bánh xe là yên tâm rồi. 32/40. Bây giờ bãi vàng mất toàn tập. Pamira mất toàn tập bãi vàng quánh gì nữa đây. Nông dân thì không có bánh xe. Tội lắm. Đó, chuyển về chế độ đánh chắc bài đi. Chuẩn bị đúng rồi, về đóng S, vẽ ruộng. Khung lại nhà. Chuyển về chế độ đánh chắc bài đi. Nâng chặt gỗ lên đánh tay to ra. Đúng rồi. Phô cần gì cứ bảo nhá, lúc nào cần cứu vẫn cứ bảo đấy. À ba nó có khoanh ruộng này. Đưa thẳng ruộng về luôn, à, đưa được phù về nó khoanh ruộng chính luôn. Đưa hai con phù về nó khoanh ruộng chính. À à đổi đổi à không được đâu, không được đâu, của đâu mà đổi. Ai xa. Ai xa. Ba con phù nhỏ, không được con nào luôn. Không được con nào luôn. À được con quẩy, được con quẩy. Rồi, chắn nút nông dân trên. Chéo đi, chéo đi, chéo đi, được rồi, thế là được rồi, chéo đi. Đấy, số lũ lối phù về, lối phù về rồi, chuẩn bài rồi. Kìa, màu ba trên kia có gì ăn được thì ăn đi. Đúng rồi. Phía này là thằng này vẫn đang là 24, có bánh xe rồi, ôm tất chạy thuốc, ôm tất. Để còn lại phần bên này cân. Rồi làm chục thằng dân chơi để về đó. Chuẩn bị phù nhá, chuẩn bị điều phù nhá. Đó, 4-5 con chém đấy, sửa cái bê. Sáng này điều phù. Chạy, đúng rồi, điều phù, điều phù, điều phù. Một con. Hai con. À, ba con. Con thứ tư. Cứ thế mà đếm. Đóng nghe đi, đóng nghe đi. Rồi, chuẩn sách rồi. Rồi, thế thôi, đổi hết màu rồi. Thơm rồi.
2-1. Thế thôi mà, rất nhẹ nhàng thế thôi, không cần nhiều. Chuẩn bài, nhẹ nhàng. Mình ghi lại.